knows my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh. Trước mặt sự tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phước lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như những người đã dùng bí tích thanh tẩy và thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về bí tích của anh chị. Anh Giuse Bùi Đức Trung và chị Maria Bùi Thị Phương Trâm, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy quay vào nhau, nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Anh là Giuse Bùi Đức Trung, nhận em Maria Bùi Thị Phương Trâm làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Bùi Thị Phương Trâm nhận anh Giuse Bùi Đức Trung làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu truyền đi sự yêu thuận mà anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp đoàn tụ không thể phân biệt. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp đeo cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. There goes my hand shaking. Maria Bùi Thị Phương Trâm, em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Bùi Đức Trung, anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, kể từ giây phút này, anh Trung và Trâm đã chính thức trở nên vợ chồng của nhau trước mặt Thiên Chúa, trước mặt giáo hội và trước mặt xã hội. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng gia đình mới. I need you to see that you are the reason. I don't wanna feel alone. I don't wanna cry alone. I don't wanna cry alone. Come back, I need you. You are the reason. Just a little closer.
climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason.